Xin chào tất cả các anh chị em. Hôm nay Anna rất là vui được gặp lại anh chị em trong chuyên đề hiểu đúng về stress và trầm cảm để chúng ta có được một cái cách để chúng ta chăm sóc. Tại vì đây cũng là một trong những cái tình trạng mà rất là phổ biến trong cái xã hội hiện đại. Đặc biệt là khi mà chúng ta làm việc càng ở cái khu vực thành thị á, thì và nói chung là cái thu nhập càng cao thì cái căng thẳng nó lại kéo theo, giống như là một trong những cái tình huống mà rất là khó để mà mình có thể loại trừ được hoàn toàn. Đôi khi trong cái bối cảnh cuộc sống như hiện nay, tất cả những cái biểu hiện của stress á, nó hiển thị luôn luôn và nhiều khi mình nhìn thấy, nhưng mà có thể là mình không biết là nguyên nhân là tại đâu. Thế nên mình có thể mình đã chăm sóc không tốt, và đến khi mà nó phát triển thành bệnh rồi thì lúc này á, là nó rất là khó để mà mình có thể điều trị được những cái hệ quả của nó. Tại vì người ta có tính là đến 80% nguyên nhân mà gây ra những cái loại bệnh mãn tính ấy là nó có liên quan đến những cái vấn đề về liên quan đến tinh thần. Nó có liên quan, có thể có trong một số tình huống nó không có phải là nguyên nhân chính, nhưng mà nó có liên quan rất là chặt chẽ. Tại vì sao? Tại vì cái môi trường bên trong cơ thể của mình á, nó là một trong những cái yếu tố quan trọng hàng đầu để mà quyết định là một cơ thể nó có khỏe mạnh hay là không. Bạn cứ hình dung nếu như mà một cái quả dưa leo đi, là cho như mình ví dụ như là cơ thể của mình, mà mình nhúng trong một cái môi trường nước rất là sạch thì nó sẽ không sao cả. Nhưng mình nhúng trong một môi trường mà nhiều những cái cặn bã độc tố thì tự động cái quả dưa leo đấy nó sẽ bị ung, bị thối. Nó y chang cơ thể của mình. Thế thì người ta cứ tưởng là chỉ là ăn uống thôi. Thế nhưng mà gần đây thì những cái thông tin mà bạn có thể search ở trên Google là bạn có thể ra được rất là nhiều những cái thông tin. Đó là những cái trạng thái mà thần kinh căng thẳng, stress, rồi lo âu, sợ hãi, buồn rầu, nó đều tạo ra một cái lượng acid. Và nó có thể nói rằng là cái lượng acid của nó đó, nó tương ứng giống như là mình uống rượu hoặc là mình hút thuốc lá vậy đó. Tức là nó nhiều đến như vậy, nó ở cái cấp độ như vậy. Và chính những cái thứ đấy nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái môi trường bên trong cơ thể của mình. Và khi cả cái môi trường bị ảnh hưởng thì cho dù những cái tế bào của chúng ta có khỏe đến mấy, nhưng mà nó sống trong một môi trường như vậy thì nó cũng không thể nào mà nó có thể khỏe được. Và thường xuyên là chúng ta phải không biết chăm sóc nữa, thì cứ lâu dần nó trở thành những cái trạng thái mà bệnh lý. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ thảo luận với nhau hai cái tình huống. Một là stress thôi, và hai là trầm cảm. Thế thì có thể nói stress nó là cái giai đoạn mới, và nó thường không kéo dài một tháng đâu. Nó thường là nó là cái phản ứng mà bản bẩm sinh nó là cái phản ứng tự vệ của cơ thể. Giả dụ như bây giờ mà mình ở trong một trạng thái là làm việc kéo dài mà cường độ cao, thế thì nếu mà cứ liên tục như vậy mà cơ thể của chúng ta không được nghỉ ngơi đúng thì nó sẽ bắt đầu xuất hiện những cái phản ứng gọi là những cái phản ứng stress. Để mà khi mà mình cảm thấy mệt mỏi, khi mình cảm thấy mất cân bằng thì thông thường chúng ta cũng hay là dừng lại và nghỉ ngơi. Thế rồi á, cái trường hợp đấy nó bắt đầu nó kéo dài lên, và chính những cái loại hormone mà tạo ra trong cái quá trình trong cái phản ứng stress đấy, nó làm cho chúng ta lại bị thay đổi những cái hoạt động bên trong cơ thể. Thế còn trầm cảm là một cái trạng thái khác. Thì bây giờ Anna sẽ đi sâu vào một tí về cái thông tin, rồi về hai cái tình trạng này, sau đó rồi chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta xem là cái cách mà mình chăm sóc nó sẽ như thế nào. Thì stress nó đơn giản là một cái trạng thái căng thẳng của cơ thể của chúng ta, và nó cũng có những cái biểu hiện mà của thể chất, ví dụ như là mệt mỏi, nhức đầu, hoặc là ngủ không ngon giấc, hoặc là tim đập nhanh, hoặc là đau tức ngực, khó thở, buồn nôn, hoặc là biểu hiện tinh thần như là trí nhớ sa sút, rồi buồn bã, không vui vẻ, không tập trung công việc được, rồi lú lẫn, rồi nhiều khi là sợ hãi, không biết, không dám quyết định. Rồi biểu hiện hành vi như là mình có thể là buồn bã, rồi khóc lóc, rồi ăn uống thất thường, rồi hấp tấp, rồi nói chung là tự nhiên bắt đầu thích làm những cái thứ mà nó không có giống bình thường. Rồi những cái biểu hiện về cảm xúc như là căng thẳng, sợ hãi, lo lắng, bồn chồn, tức giận, thất vọng, dễ nóng tính, bực tức, và nói chung là mình thường xuyên khó chịu, thì đấy là những cái biểu hiện của stress. Thế còn nếu nói đến trầm cảm, thế thì trầm cảm là gì ạ? Trầm cảm nó lại là một cái trường hợp khác. Trầm cảm là một cái chứng rối loạn tâm trạng gây cảm giác buồn và mất động lực trong một thời gian dài.
Stress thông thường là trong thời gian ngắn thôi các bạn. Và còn trầm cảm thì nó, bệnh này nó ảnh hưởng đến cái cách mà mình cảm nhận này, cái cách mà mình suy nghĩ, hành xử, và rất dễ đến nhiều những cái vấn đề khác liên quan đến cả thể chất lẫn tinh thần. Trong đó thì cái trầm cảm nó thông thường người ta chia thành 3 giai đoạn. Và đến giai đoạn 3 là giai đoạn mà người ta rất là dễ có những cái biểu hiện là tự tử. Đó. Thế thì đây là một trong những cái nói thế nào nhỉ? Đây là một trong những cái tình trạng mà nó không phải là bệnh về thể chất nhiều, giống như kiểu là tim mạch, huyết áp, tiểu đường. Thế nhưng nó lại rất là nguy hiểm, nó lại rất là nguy hiểm, và chúng ta cần phải có một cái thái độ mà bảo vệ cơ thể của chúng ta đúng trước những cái biểu hiện của stress hoặc là trầm cảm. Thế bây giờ mình sẽ đến những cái stress trước đi. Đối với những cái bệnh mà liên quan đến của stress á, thì mình thấy những cái biểu hiện giống như là mình vừa trao đổi rồi. Thế thì mình có thể là những cái nguyên nhân mà nhận dẫn đến stress thì nó có hai nguyên nhân. Nguyên nhân bên trong là sức khỏe. Ví dụ như là những cái người bệnh gặp những trạng thái sức khỏe không tốt, hay đúng ốm đau, hoặc là dinh dưỡng bị thiếu, hoặc là đang bị những cái bệnh hiểm nghèo mà khó chữa, thì thông thường nó sẽ kèm theo cái trạng thái bị stress. Hoặc là thường xuyên suy nghĩ những cái điều tiêu cực, hoặc là quá kỳ vọng rồi thất vọng đấy ạ. Kỳ vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Rồi từ đó mà kỳ vọng nhiều quá, bắt đầu tự tạo áp lực cho bản thân. Và rồi từ đấy là không ăn không ngon, ngủ không yên. Rồi mình có thể do mình sử dụng một cái vài những cái chất kích thích nữa, nó cũng có thể gây cái tình trạng này. Giống như là mình để ý, ví dụ như là mình đang mong muốn một cái điều gì quá, như là ở trong đội nhóm chúng tôi rất là mong muốn mà mình có thể mời được nhiều người sử dụng sản phẩm chẳng hạn này, hoặc là mình có thể mong muốn là mình có thể gia tăng lên một số những cái nấc thang này. Thì nếu như mà mình mong muốn cái đấy mà mình lại kỳ vọng quá và mình tập trung quá nhiều vào cái quả bên ngoài, mình không tập trung vào cái giải quyết cái nguyên nhân, thì có thể chính cái điều đấy nó lại có cái gọi là cái tác dụng ngược, và làm cho mình vừa đặt nhiều kỳ vọng làm cho mình mệt mỏi, và tự nhiên mình rơi vào một trạng thái stress mà nó cứ đơ ra thôi. Đấy là một trong những nguyên nhân bên trong. Nguyên nhân bên ngoài có thể là do sống trong môi trường mà nhiều tiếng ồn, giống như là các cô mà các bạn để ý là các cô mà tiểu học ấy, hoặc là các cô mầm non á, thực ra các cô bị một cái người ta gọi là ô nhiễm tiếng ồn rất là nặng, cho nên rằng là cái tinh thần nó cũng thực ra nó không được tốt đâu. Nên là thường xuyên là ở lớp là luôn luôn phải chịu mà chăm cho các con, thế nhưng mà bản thân mình lại gần như không lúc nào mà được xả ra cả. Và ở đây có bạn Thanh Thủy là giáo viên mầm non á, thì các bạn hình dung rằng là hình như 6 giờ sáng phải ra khỏi nhà rồi mà 6 giờ chiều mới có thể về được nhà, và nó cứ thường xuyên như vậy, và bảo vệ cái an toàn của trẻ làm cho người ta lại càng căng thẳng hơn nữa. Cái thứ hai là khi mà cái thời tiết thay đổi đột ngột, quá nóng hoặc là quá lạnh, thì nó đều tác động đến cơ thể của mình và làm cơ thể của mình tăng những cái phản ứng stress lên. Nữa là cái môi trường của mình quá nhiều khói bụi và giao thông tắc nghẽn. Ví dụ như là có một số người mà họ không chịu được cái sự biến động như vậy của môi trường bên ngoài. Rồi có cả những cái nguyên nhân về tâm lý như là bất hòa với bố mẹ, rồi bất hòa với người thân, với vợ, với chồng, hoặc là những cái mất mát ở trong gia đình, hoặc là ly hôn, tất cả cái đó nó đều gây ra những cái phản ứng stress cả. Rồi nuôi con, dạy con, những cái đó nó đều làm cho mình căng thẳng và stress. Rồi những cái yếu tố từ xã hội như là áp lực công việc, rồi mâu thuẫn xung đột với những người xung quanh, rồi gặp rắc rối trong cái vấn đề tài chính, hoặc là bị áp lực bởi thành tích học tập. Cho nên bây giờ là trẻ con á, là cái độ tuổi ngày xưa mà bị stress và bị trầm cảm á, là nó lớn lắm, nhưng bây giờ là nó bị trẻ hóa rất là nhiều. Và người ta thấy người ta đi có những cái chương trình á các bạn, mà họ đi làm những cái gọi là những cái gì nhỉ, khảo sát về trầm cảm học đường, thì họ cho ra những cái con số rất là đáng sợ các bạn. Và khi mà mình không thể hình dung ra được là con cái mình á nó đang bị như thế nào đâu. Và thông thường là trẻ con nó cũng là một trong những cái độ tuổi mà đang phát triển tâm lý và thay đổi về nội tiết tố rất là nhiều. Cho nên rằng là ở trẻ con á, ban đầu có thể các con là bị căng thẳng stress, nhưng mà sau đó nó sẽ tiến triển thành trầm cảm. Thì một tí nữa sang trầm cảm thì chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta trao đổi tiếp. Thế thì với những cái căng thẳng như vậy á, thì mình cũng thấy là nó có những cái nguyên nhân, những cái triệu chứng như thế. Và bây giờ là thông thường á, là người ta sẽ áp dụng những cái phương pháp để người ta
điều trị những cái stress như thế nào, thì sẽ luôn luôn có những cái phương pháp mà nó đơn giản như là rèn luyện sức khỏe này, thể dục thể thao này, nó sẽ làm cho mình giải tỏa được cái tâm lý và làm cho mình, tức là khi mình tập trung vào những cái hoạt động cơ bắp á, thì lúc đấy cái tinh thần của mình nó cũng được tức là nó cũng sẽ được giải phóng hơn, ra khỏi những cái việc mà mình lo nghĩ quá nhiều nó gây cho mình bị căng thẳng. Rồi ăn uống cũng phải ăn uống khoa học. Anna có nói với các bạn đây là riêng ở trong cái lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của chúng ta thì chúng ta cần phải ăn uống làm sao mà thực phẩm có nhiều nước và có tính kiềm. Cứ thực phẩm có nhiều nước và có tính kiềm. Đó, rồi mình thiết lập nhiều những cái mối quan hệ tích cực, tích cực và lành mạnh này. Ví dụ như chơi những người bạn tích cực này, họ ảnh hưởng đến mình rất là nhiều. Mình có thể sử dụng thêm ví dụ như là massage rồi châm cứu, rồi mình giữ tinh thần lạc quan vui vẻ, rồi biết tổ chức sắp xếp công việc. Đó, thực ra bởi vì sao, stress nó liên quan đến những cái thứ này rất là nhiều. Thế mà nhiều khi chúng ta sẽ thấy rằng là như thế thôi mà mình vẫn không đủ. Và thậm chí thế này, có một số người mà bị stress thì nói với Anna rằng là bây giờ cũng muốn như thế lắm, cũng muốn vui vẻ lắm, cũng muốn sắp xếp được lắm, cũng muốn đi tập lắm, thế nhưng mà chả hiểu sao cứ chỉ thích nằm ở trong nhà thôi, và nó cứ có một cảm giác khó chịu và chả muốn làm gì cả. Đấy, thế thì chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta xem là cái nguyên nhân sâu hơn, cái nguyên nhân sâu hơn của stress. Khi mà trong những cái phản ứng stress ấy, nó có những cái loại hormone gọi là hormone của stress, nó cũng là những cái loại hormone mà nó sẽ tạo ra trong quá trình mà bị trầm cảm luôn. Và những chính những cái loại hormone này nó tác động lên cái tâm lý của mình và tác động lên cả cơ thể của mình nữa, mà mình không có cách nào để mà mình kiểm soát được luôn, vì nó đã những cái loại đã gọi là hormone là nội tiết tố của mình á, thì gần như là mình phải chịu đựng nó thôi, chứ mình không có cái cách nào để mà mình chiến đấu lại với nó cả, rất là khó. Thế thì ví dụ nhá, là trong phản ứng stress thì nó có ba cái loại hormone mà rất là phổ biến: adrenaline này, rồi corticoid này, rồi noradrenaline này, thì nó là những cái ba cái loại này các mình không có thể không cần nhớ cũng được. Thế nhưng mà mình chỉ cần search là mình có thể ra được những cái thông tin này và nó tác động như thế nào. Ví dụ như những cái loại hormone này nó sẽ làm cho mình là mở rộng cái đường hô hấp ra, tức là để mình hấp thụ nhiều oxy hơn, cho nên mình hít thở nhanh hơn, làm nhịp tim của mình nhanh hơn, để huyết áp của mình tăng lên này, để mà mình có thể bơm được nhiều máu hơn. Rồi tất cả các cơ quan như là tim, não, phổi đều được kích thích để làm việc mạnh mẽ hơn. Và lúc này á, thì những cái cơ quan khác nó sẽ hạn chế năng lượng đến, ví dụ như là da, cho nên rằng là mình đã thấy là lúc mà bị căng thẳng thì tay chân của mình thường nó lạnh. Đó, thế thì chính cái việc này mà nó kéo dài thì nó sẽ làm cho các cái cơ quan nội tạng của mình nó mệt, và trong cơ thể của mình nó không được ở cái trạng thái gọi là bình ổn. Rồi nó sẽ có những cái loại hormone nó sẽ tác động lên, ví dụ như là nó làm cho mình xuất hiện cái cảm giác là lo lắng, căng thẳng. Và nó sẽ liên kết tất cả những cái tình huống kết nối với cái cảm xúc lại, và gia tăng cái sự chú ý của mình vào những bất kể một cái tác động nào đấy bên ngoài. Rồi có cả là những cái loại hormone này nó sẽ cung cấp oxy thêm, cung cấp gluco thêm. Bởi vì sao? Bởi vì là cái phản ứng stress này là cần rất là nhiều năng lượng, cho nên là nó sẽ cung cấp thêm, nó sẽ yêu cầu cơ thể mình cung cấp glucose. Cho nên bạn để ý rằng là có nhiều trường hợp mà bị trầm cảm hoặc là bị căng thẳng quá, người ta ăn vô tội vạ và người ta bị béo. Ở đây có bao nhiêu số các bạn là có những cái người bạn bè của mình họ bảo bởi vì họ buồn cho nên là họ ăn không, hoặc họ bị trầm cảm mà họ ăn nhiều không? Nếu mà mình có thì giơ ngón tay cái. Đấy, thế thì cái này là đôi khi họ không kiểm soát được luôn đó các bạn. Họ không kiểm soát được vì nó do cơ chế hormone điều chỉnh. Nhưng mà nếu như mà mình biết để mà mình có thể hỗ trợ được họ thì rất là tốt. Vậy thì trước khi mà mình đi đến cái việc là mình sẽ hỗ trợ như thế nào, thì mình cùng nhau mình thống nhất lại là bây giờ căng thẳng và stress thì nó ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của chúng ta. Thì ở đây là Anna xin liệt kê một vài những cái ảnh hưởng cơ bản chung nhé. Đầu tiên á, là ảnh hưởng lên cái hệ thần kinh trung ương và hệ nội tiết. Đó là điều chắc chắn rồi. Bởi vì là cái cơ thể chúng ta nó có một cái gọi là một cái loại phản ứng có tên gọi là hoặc là chiến đấu hoặc là bỏ chạy, tức là hoặc là chống lại hoặc là sẽ trốn chạy. Và cái hệ thần kinh của mình là điều khiển tất cả những cơ quan còn lại, cho nên khi mà các cái căng thẳng thì căng thẳng nó qua đi, hệ thần kinh sẽ yêu cầu toàn bộ cơ thể quay trở lại cái hoạt động bình thường. Nhưng mà nếu hệ thần kinh trung ương không thể quay trở lại hoạt động bình thường nữa thì lúc này áp lực nó không mất đi, nó sẽ còn như vậy và nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể. Cho nên rằng là gì, ban đầu bạn hình dung nhá, cơ thể mình sẽ tạo ra những cái phản ứng stress chính là một trong những cái phản ứng tự nhiên là bảo vệ mình.
để mình không bị lo lắng rồi này kia quá kéo dài, rồi mình được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng oxy đến để mà thực hiện trong những cái lúc mà bị stress. Nhưng mà vì một lý do nào đó mà cái hệ thần kinh của chúng ta nó không còn hoạt động được gọi là bình ổn nữa, và nó không quay trở về trạng thái thông thường nữa, tức là lúc nào mình cũng ở trong một cái trạng thái mà nó cứ hoạt động cường độ cao như vậy, là nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. À, thế cái nữa là gì, nó ảnh hưởng đến hệ hô hấp và tim mạch, bởi vì những cái loại hormone ở trong quá trình mà cái phản ứng stress nó diễn ra thì nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta nỗ lực phân phối thêm oxy và máu và đường đến tất cả các cơ quan trong cơ thể. Cho nên nếu như chúng ta có sẵn những cái bệnh về đường hô hấp như là hen suyễn hoặc là bệnh về những cái khí quản, phế quản đó, thì khi mà bị stress nó sẽ làm cho mình cảm thấy khó thở đó, và tim của mình cũng đập nhanh hơn. Và những cái hormone stress này sẽ làm cho những cái mạch máu của mình co lại để mà làm tăng cái huyết áp của mình. Tất cả những cái phản ứng này á, là nhằm một mục tiêu là tăng oxy lên cho tim và cho não, để tim và não hoạt động dễ dàng hơn, để mà có thêm năng lượng để đối phó với cái căng thẳng. Và khi mà mình thường xuyên stress, hoặc là mình gọi là stress mãn tính á, hoặc là trầm cảm, thì cái lúc này á, tim của bạn phải hoạt động quá sức trong một cái thời gian dài, và như vậy nó sẽ làm tăng những nguy cơ mà huyết áp, tăng nguy cơ các vấn đề tim mạch đó, và từ đó thì những cái tăng luôn cả những cái nguy cơ đột quỵ và đau tim, đúng không ạ? Rồi nữa là cái tác dụng của stress á, thì cái hệ tiêu hóa của mình cũng bị ảnh hưởng, bởi vì làm sao khi mà cái việc mà tăng nhịp tim và tăng nhịp thở thì cái hệ tiêu hóa của mình nó tự động là nó bị ảnh hưởng theo. Tại vì làm sao, tại vì là trong phản ứng stress thì gan sẽ tiết ra nhiều gluco hơn, tức là gan cần phải lôi nhiều lượng gluco dự trữ ra hơn để cung cấp, và lượng đường gluco ấy mà chưa được sử dụng sau này có thể là mình sẽ tái hấp thu lại. Nhưng mà nếu mà bị stress kéo dài thì cơ thể của bạn sẽ không thể xử lý được cái quá trình này nuột nà nữa, và nó sẽ làm cho mình là giống như là đường tăng lên rồi mình không thể đưa về bình ổn được, và có thể mình sẽ bị tiểu đường tiếp 2. Rồi khi mà mình căng thẳng stress thì nhịp tim và nhịp thở tăng lên thì bạn rất dễ là bị ợ nóng và trào ngược. Và stress thì không có gây viêm loét dạ dày, nhưng mà khi mà đã có sẵn những vết loét thì stress sẽ làm cho các vết loét đấy trầm trọng hơn đó, và mình có thể là buồn nôn rồi đau bụng rồi nó ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn trong cơ thể, rồi mình có thể bị tiêu chảy và bị táo bón nữa, rồi hệ cơ của mình cũng bị ảnh hưởng, tức là khi mà trong cái phản ứng stress thì các cơ sẽ có xu hướng là căng lên để bảo vệ mình khỏi các cái chấn thương. Và thông thường như vậy thì bình thường sau khi qua phản ứng stress thì nó sẽ trở về cái trạng thái thư giãn, nhưng mà mình thường xuyên bị quá thì cơ bắp của bạn sẽ không thể tự đưa về cái trạng thái thư giãn được, và nó sẽ gây đau, ví dụ như đau đầu, đau lưng, đau vai, rồi theo thời gian thì bạn sẽ không thể chơi thể dục thể thao nữa, mà thay vào đó bạn phải uống những cái thuốc giảm đau chẳng hạn, và như vậy thì nó tác động không tốt lên cái hệ cơ của chúng ta, rồi ảnh hưởng đến cả cơ quan sinh dục nữa. Chúng ta thừa biết là stress sẽ làm cho tinh thần và cơ thể mình kiệt quệ, cho nên là khi mà bị stress mãn tính hoặc là bị trầm cảm cũng vậy, thì cái ham muốn tình dục nó cũng sẽ giảm này, và những cái lượng là mặc dù là trong khi mà stress cái testosterone nó tiết ra nhiều hơn, trong ngắn hạn có thể mình sẽ thấy rằng là nó sẽ kích thích cái khả năng tình dục của mình hơn, nhưng mà khi mà nó kéo dài thì nó không tốt một tí nào. Và khi mà stress kéo dài thì lượng testosterone nó sẽ giảm đi, và cái việc này nó sẽ làm cản trở cái quá trình sản xuất tinh trùng, và nó sẽ làm rối loạn những cương dương và bất lực. Stress mãn tính còn ảnh hưởng đến cả niệu quản, rồi tuyến tiền liệt, rồi tinh hoàn, và làm cho cái môi trường bên trong người mình quá nhiều acid, và cái chính cái môi trường này nó sẽ làm cho những cái vùng này dễ bị nhiễm trùng hơn. Còn với nữ thì stress sẽ ảnh hưởng đến cả chu kỳ kinh nguyệt nữa, mình sẽ cảm thấy là rối loạn này, hoặc là có thể nặng hơn là mất kinh luôn này. Rồi ví dụ như là mình có thể đau bụng hơn bình thường này, rồi mình sẽ những tất cả những cái thứ khác nó sẽ cái phản ứng khi mà mình bị kinh nguyệt, có thể là đau bụng, đau lưng gì đấy, mệt mỏi uể oải, thì tự nhiên nó sẽ bị nặng hơn, rồi nó còn ảnh hưởng đến cả hệ miễn dịch nữa, bởi vì là
trong cái quá trình mà ngắn hạn á, thì cái việc mà nhịp tim hoạt động nhanh rồi nhịp thở nhiều hơn nó sẽ có lợi cho sức khỏe, vì nó sẽ giúp mình làm lành những cái vết thương. Vì khi oxy đến nhiều hơn, khi dinh dưỡng đến nhiều hơn là nó sẽ làm lành vết thương nhanh hơn. Thế nhưng mà khi mà kéo dài thì nó có cái loại hormone gọi là cortisol á. Cái cortisol này này nó rất là dễ thỏa hiệp với hệ thống miễn dịch của mình, và nó sẽ ức chế cái quá trình mà tiết ra một vài những cái loại hormone của cái hệ thống miễn dịch, và từ đó nó sẽ làm cho hệ thống miễn dịch bị suy yếu vì không có nhận diện ra được những cái tế bào lạ nữa. Cho nên rằng là những người mà bị stress mãn tính thì rất là dễ mắc những bệnh nhiễm trùng như là do virus, như là cúm hay là cảm lạnh. Và khi mà bị stress kéo dài thì nó sẽ làm cho cái việc mà mình bị nhiễm một cái bệnh nào đó khác á, như là bệnh nhiễm trùng hoặc là những cái bệnh mãn tính á, nó sẽ có cái thời gian hồi phục á, nó lâu hơn. Cho nên là mình có thể để ý thấy là ai mà có được cái tình yêu thương này, ai mà có cái tinh thần tích cực này, ai mà cả ngày luôn cười này, là họ ví dụ họ đi uống thuốc đi thì họ uống có 1-2 liều thôi là họ khỏi rồi. Còn ai mà cứ căng thẳng rồi lo âu buồn rầu á, có khi uống cả tháng không xin nhê, không ăn thua gì. Hoặc trong cái quá trình mà Anna đưa sản phẩm cho khách hàng uống chẳng hạn nhá, thì mình thấy ai mà cái tâm của người ta tịnh này, người ta vui này, người ta phấn khởi là người ta uống nhanh có cảm nhận lắm. Thế nhưng mà những cái người mà đa nghi quá này, nghi ngờ quá, không bao giờ có cái cảm nhận tốt cả, thì đây chính là cái cơ chế, tức là nó được điều khiển bằng cơ chế hormone, chứ nó không còn chỉ đơn giản chỉ là tâm lý do như là mình hình dung nữa. Đó, thì trầm cảm thì nó lại còn nặng nề hơn stress các bạn. Trầm cảm nó nặng nề hơn stress vì trầm cảm nó được chia thành 3 giai đoạn. Cái giai đoạn 1 của trầm cảm thì nó khá là giống với stress, nó có những cái biểu hiện khá là giống và nó không đến cái mức độ là nó quá phức tạp, nó không đến mức độ là nó quá phức tạp. Thế nhưng mà đến cái giai đoạn mà giai đoạn 1 này, mình có thể là chỉ cảm thấy khó chịu hoặc là tức giận, hoặc là cũng có cảm giác tội lỗi, tuyệt vọng hoặc là tự ti, hoặc là mất hứng thú với một số việc mà trước đây mình thích, rồi khó tập trung, làm việc gì cảm thấy khó tập trung, rồi cảm thấy thiếu động lực, tự nhiên thấy cơ thể mình nó cứ ì ra và bắt đầu mình không còn muốn giao tiếp nhiều với người khác nữa. Rồi có thể ban ngày thì mình buồn ngủ nhưng mà ban đêm mình lại mất ngủ và mình cảm giác mệt mỏi, rồi đôi khi mình cảm thấy kèm gọi là thèm ăn một tí. Rồi đến cái giai đoạn này này, mình hoàn giai đoạn 1 á của trầm cảm á, nó là bệnh rồi. Trầm cảm nó là bệnh rồi, nó không phải là một cái trạng thái của cơ thể của chúng ta nữa. Thì cái này là mình hoàn toàn không cần phải đến gặp bác sĩ, nhưng mà mình phải phát hiện ra được và mình dùng những cái sản phẩm để giúp cân bằng lại cái hoạt động của hệ thần kinh và để cho cơ thể của mình nó có cái cơ hội được nghỉ ngơi thực sự. Thế nhưng mà giai đoạn 2 là nó những cái triệu chứng như Anna vừa liệt kê là nó nặng hơn và nó có thể là cảm thấy rất là dễ bị tổn thương. Ai nói nhẹ một câu thôi là cảm thấy tổn thương. Thế này là gọi là trầm cảm giai đoạn 2 rồi. Và giảm khả năng làm việc, cái năng hiệu năng làm việc nó giảm hẳn xuống. Và bắt đầu cảm thấy bản thân mình vô giá trị, không có giá trị. Đây chính là một trong những cái thứ mà mình phải rất là để ý. Tự nhiên mà mình lại cảm thấy rằng ôi sao tự tồn tại trên đời của mình nó không có cái ý nghĩa gì cả. Rồi quá là nhạy cảm. Ai nói nhẹ giống như một con nhím xù lông lên, ai nói nhẹ gì là coi như là cả thế giới nợ mình. Và ví dụ mình gọi là gì, mình nghĩ về mình không những chỉ nghĩ một việc này mà mình lân ra rất là nhiều những cái việc khác. Và tự nhiên lo lắng thái quá, một cái việc bé tí ti thôi bắt đầu mình tự nhiên kiểu việc bé xé ra to là có thể là cái trầm cảm giai đoạn 2. Và cái lúc này này thì thông thường là phải đến gặp bác sĩ tâm lý rồi các bạn. Có nghĩa là đến lúc này rằng là nếu mà chỉ bảo đơn giản chỉ là về dinh dưỡng là nó không còn hiệu quả nữa rồi. Và giai đoạn 3 thì cái giai đoạn này là trầm cảm nặng rồi. Và nó chia thành hai loại luôn. Có loại là trầm cảm nhưng mà kèm theo loạn thần. Nếu mà như vậy thì thôi là phải vào bệnh viện tâm thần rồi các bạn. Còn trầm cảm mà không kèm theo loạn thần á thì người ta rất là buồn bã. Buồn bã vô cùng và họ rất chậm chạp hoặc là họ lại rất dễ kích động, như kiểu khùng lên á. Rồi luôn luôn mất tự tin, luôn luôn thấy cảm giác mình vô dụng. Và giai đoạn này là người ta bắt đầu có những cái hành vi tự tử và ý muốn tự tử. Thế thì cái lúc này là cái lúc mà mình gần như là mình rất là khó để có thể giải quyết rồi các bạn. Rất là khó để có thể giải quyết. Cho nên là khi mình thấy này, bản thân mình, người thân của mình, người quen của mình mà mới có những cái triệu chứng á, mà nói chung nó đi về cái dấu trừ á, nào là năng lượng kém này, rồi tự nhiên là ít giao tiếp với người khác này, rồi tự nhiên lại cảm thấy là buồn bã này, rồi có cảm giác tội lỗi này, rồi mất ngủ này, rồi lo âu này, rồi buồn rầu này, rồi stress này, thì mình nên có cái cho người ta cái những cái sản phẩm để mà người ta sử dụng hỗ trợ tốt hơn đi.
Chứ còn nếu mà để nó nặng hơn rồi thì nó không còn nằm trong cái khả năng điều hòa của mình nữa. À, cho nên là cái gì cũng vậy, người ta bảo rồi đấy, cái chi phí bảo dưỡng hoặc là bị nhẹ thì nó luôn luôn rẻ hơn là cái chi phí mà thay mới phụ tùng. Và có những thứ không thay được, đó là cả cái não và hệ thống nội tiết của mình. Hai cái thứ này mà nó hỏng là thôi, xong luôn. Chứ còn không thể nào mà mình có thể làm gì được nữa cả. Thì và còn một cái trường hợp nữa, đó là trầm cảm ở học đường đó các bạn. Con của mình ở độ tuổi mà bắt đầu dậy thì là rất là dễ. Mà các con bây giờ độ tuổi dậy thì của các con là nó đâu đó quãng chừng khoảng 12, 13. Thậm chí có những bé 9 tuổi, 10 tuổi, 11 tuổi đã dậy thì rồi. Thế thì trầm cảm ở học đường nó cũng là có những nguyên nhân từ áp lực xung quanh các bạn. Ví dụ như là áp lực thành tích này, bị bạn bè trêu này, rồi bị gọi là bị không được làm theo ý mình á, tức là cứ hay phải làm theo ý người khác nhiều, ức chế quá. Thế bắt đầu cái giai đoạn này, giai đoạn mà tâm sinh lý thay đổi rất nhiều, do là những cái hormone nó thay đổi. Và như vậy là các con bước vào một cái thời kỳ mà bạn hình dung nhá, xương của các con là một năm các con có thể cao lên khoảng chừng 20 cm luôn cũng có nữa. Cho nên rằng là cơ thể các con nó luôn ở trong một cái trạng thái vô cùng khó chịu. Chị nào mà bị kinh nguyệt mà khó chịu một thì các con trong độ tuổi dậy thì cái sự khó chịu bên trong của các con á, nó còn khó chịu gấp 20 lần. Bạn cứ hình dung như vậy. Cho nên là mình mới thấy nó vui đây. Tự nhiên nó gào lên với mình, nó quát mình, hoặc là nó cứ muốn làm hộ mình thôi, nhưng mà làm cái đâu là hỏng cái đấy. Xong bắt đầu lại còn nhắc đi nhắc lại 1 tỷ lần không nhớ nữa. Thế mình cứ bảo, con buồn cười nhỉ, tại sao mà mẹ nói đi nói lại có mỗi một chuyện bé tí này mà con lại không nhớ nè. Thực ra nếu mà mình đọc một cái quyển sách có tên gọi là Não bộ tuổi teen á, mình sẽ thông cảm với các con hơn rất là nhiều. Cái hạch gọi là ở trong cái não của chúng ta ấy, nó có một cái hạch, và cái hạch đấy chính là cái nơi mà tiết ra rất là nhiều những cái loại hormone giới tính, đặc biệt là con trai tiết rất là nhiều những loại hormone giới tính. Và cái lúc đó thì cái não trước của các con á, nó lại chưa có cái khả năng điều chỉnh. Cái não trước này á, là cái não mà cái vùng não mà điều chỉnh hành vi đó. Thế thì nó cái hạch hạnh nhân ấy, nó gọi là nó quá kích thích đi, thế là nó cứ làm cho các con, cái tinh thần các con nó không được ổn định. Mà lúc này mình thiếu đi cái sự quan tâm hoặc là tâm lý á, thì rất là dễ các con rơi vào một trạng thái là bị căng thẳng, bị khó chịu và lại không chia sẻ được với ai nữa. Nó rất dễ dẫn đến những cái cảm xúc tiêu cực hoặc bị bạn bè bắt nạt mà mình không biết. Thực ra đối với trẻ con nhá, bố mẹ bây giờ không ảnh hưởng nhiều đâu, mà bạn bè bị ảnh hưởng nhiều. Thậm chí là chỉ có là thích một bạn nào đó mà không có được đáp lại luôn thì nó cũng có thể dẫn đến trầm cảm nữa. Cho nên là chúng ta cần phải rất là cẩn trọng với các con. Rồi nữa là gì? Khi mà các con lại là giới tính thứ ba thì các con không có được nói thật ra cái con người thật của mình, nó cũng bản thân nó sẽ dẫn đến tự ti khép kín, và rồi bị bạn bè trêu chọc nữa. Thế thì nó cũng làm cho áp lực và trầm cảm. Rõ ràng nếu như mà con của mình á, mà đã lỡ mà không có phải là nam hoặc nữ, mà nó ở bên trong một kiểu bên ngoài một kiểu, nó không có nhất quán tương đồng, nhưng mà mình vẫn có một gọi là em bé khỏe mạnh vui vẻ, nó vẫn hơn rất nhiều so với việc là mình không quan tâm đến các con, hoặc là mình chưa hiểu đúng, hoặc là mình chưa được tâm lý để cho các con rơi vào những tình trạng mà trầm cảm, đúng không ạ? Mà mình có thể nhìn thấy là cái dấu hiệu các con là thường xuyên cảm thấy cáu giận, cảm thấy vô dụng rồi mất giá trị đó, rồi cảm thấy buồn mà không có lý do nào cả, tự nhiên thấy nó cứ buồn rầu, rồi những cái thói quen nó thay đổi, ví dụ đang chăm học tự nhiên trở thành lười học, đang đi học tự nhiên bỏ học, rồi đang rất ngoan tự nhiên trở nên là nó cứ chống đối, rồi tự nhiên ăn rất là nhiều, rồi mất hứng thú, cha thấy nó đi tập thể dục, cha thấy nó vui vẻ gì cả, rồi tự nhiên có một cái thái độ thù địch với cha mẹ và xã hội, nghĩa là ai nói gì nó cũng sửng cồ lên đó, và thích ở một mình, rồi hay bị ám ảnh bởi cái chết á. Đó, thế đấy chính là những cái biểu hiện của cái trầm cảm ở cả trẻ nữa, và bây giờ nó cũng là một trong những cái thứ mà chúng ta phải rất quan tâm. Thế thì đấy là Anna xin được tổng hợp lại một số những cái thông tin để cho chúng ta có thể nắm được những cái trạng thái này, để rồi chúng ta sẽ có những cái sản phẩm, những cái thứ hỗ trợ thêm vào bên cạnh chế độ dinh dưỡng, chế độ luyện tập, rồi giải tỏa căng thẳng. Thế thì ở đây có anh chị em nào mình có cái câu hỏi gì không ạ? Thì mình có thể bật
bật mic để mình chuyện mình hỏi để Anna có thể trả lời vào câu hỏi của anh chị em luôn. Có ai có hỏi về những cái trường hợp bị trầm cảm hoặc bị căng thẳng stress ấy, thì mời anh chị em mình bật mic. Dạ, vậy là hiện tại may quá, xung quanh mình không ai bị cả đúng không? Thế ở đây mình chúng mình cũng không mong là họ bị nữa. Nhưng mà ở đây có ai mà làm việc mà như kiểu đến tối mà cảm thấy là cái não của mình nó không hạ được sóng não mà nó vẫn bị căng không? Có. À, chị Anna ơi. Ơi chào Luyến. Em xin phép là em có một bạn Thủy Tốp ạ. Thủy bạn ấy cũng đang trong cái tình trạng đấy, bạn muốn hỏi một chút. Mời em Thủy. Mời em Thủy bật mic. Nhiều khi hơi ngại đúng không? Cháu cứ nói xem là vừa như vừa nghe vừa nãy cô Anna nói thì là mình đang ở trong cái trạng thái như thế nào và muốn mong muốn cái gì. Thì cứ bật mic lên nói đi. Mời em. chắc là ngại. Đó là hơi ngại. Ok. Thế thì để Anna chia sẻ tiếp. Đôi khi nếu mà mình để mình hoặc là những người thân của mình á mà diễn tiến đến cái tình trạng là mình nhìn thấy biểu hiện người ta mà lặp đi lặp lại rồi á, là cái lúc đấy là nó khó rồi. Cho nên rằng là thông thường á, ở đây thì chúng ta hay hướng dẫn nhau một cái cách mà nó khôn ngoan hơn. Nghĩa là mình chỉ cần thấy là sau đợt này mình cứ cảm thấy hơi khó chịu, đợt này mình cảm thấy nó não sóng não nó không hạ được, thì lúc này mình có thể dùng một số những cái sản phẩm hỗ trợ rồi, dùng một số sản phẩm hỗ trợ ngay rồi. Và ở CV chúng ta có một cái sản phẩm rất là hay, thì Anna xin được giới thiệu với anh chị em. Ở CV chúng ta có một sản phẩm gọi là Stress Release. Bạn để ý đây là cái hình ảnh là cái cô gái mà cứ ngồi khóc này này, đúng không ạ? Đấy, thế thì cái sản phẩm Stress Release này, nếu ai mà đã từng bị căng ấy, thì bạn uống cái này bạn sẽ cảm thấy nó nhẹ khủng khiếp. Nói thật với các bạn là Anna làm CV được khoảng 14, 15 tháng, 16 tháng, thì có cách đây quãng chừng khoảng 3 tháng ấy, tự nhiên cái đợt đấy mình rất là căng thẳng. Đúng lại là buổi tối mình về là mình cảm thấy dễ cáu kỉnh á. Thế mà mình cảm thấy buồn, mình không muốn đi tập thể dục gì cả. Thế lúc này mình mới nhớ ra trong nhà mình có một hộp stress, mình lôi ra mình uống. Và các bạn biết không, sau khi mà uống xong, uống tầm buổi chiều á, uống xong nhá, xong tự nhiên mình cảm thấy là, tức là mình cảm thấy là trong người mình nó nhẹ đi, mà miệng của mình xòe ra được một nụ cười ấy, mà bắt đầu mình có thể hát nghêu ngao được vài câu ấy. Đấy, cái cảm giác đấy á, cái cảm giác mà nó rất là khó tả. Thì trước đây là có một bạn là bạn Quyên, bạn bị stress kéo dài và bạn ấy nó gây ra rất là nhiều loại bệnh từ viêm xoang cho đến viêm khớp. Thế thì lúc mà bạn ấy chia sẻ thì mình thấy là mặt mũi của bạn mình nó xám ngoét lại. Và mình cũng chưa cho bạn dùng cái sản phẩm viêm hỗ trợ viêm xoang hay viêm khớp gì cả, mà mình hướng dẫn bạn là mua mỗi một món này thôi về dùng. Và khi mà Quyên dùng được khoảng 3 ngày á, thì từ cái việc mà tắc kinh thì kinh nguyệt nó bắt đầu có lại. Và sau khoảng một tuần thì Quyên nhắn tin cho Anna, Quyên nói rằng là mày ơi, hôm nay tao có thể vui mồm, tao đùa được vài câu với các chị ở trong phòng. Và bắt đầu mình thấy là bạn ấy cười rất là tươi. Thì khi mà có những người mà người ta cứ ở trong cái trạng thái ủ rũ, buồn rầu, khó chịu, căng thẳng á, mà các bạn đưa cái sản phẩm này cho người ta là người ta biết ơn các bạn rất là nhiều. Biết ơn rất là nhiều và nó vô cùng cần thiết. Ngay cả trong đối với doanh nhân của chúng ta nữa, cũng có những lúc chúng ta cần phải dùng những sản phẩm này để nó có thể giúp cho cái thần kinh của chúng ta nó có thể cân bằng lại được. Nếu không nó cứ ở trạng thái là tập trung cao độ, tập trung cao độ, tập trung cao độ, cường độ cao, mà trong thời gian dài nó cũng có thể gây ảnh hưởng đến chúng ta. Và trong trường hợp mình bị mất ngủ thì do mình làm việc căng thẳng quá, thì mình cũng có thể uống sản phẩm này. Ví dụ như là tự nhiên bình thường mình có thói quen ngủ đều đặn, cứ đến giờ đấy là mình buồn ngủ. Nhưng tại sao tại này tự nhiên mình nằm xuống mình khó ngủ quá, thì đấy là cái lúc mà mình cũng phải nghĩ đến cái việc là mình uống những cái dòng sản phẩm này. Thì đây cũng là một trong những cái dòng sản phẩm mà gọi là dòng đẳng cấp, tức là mình có thể cảm nhận rất là nhanh chỉ sau một lần đến ba lần uống. Và Anna xin nhắc lại rằng nếu họ đang bị căng thẳng stress, trầm cảm dạng nhẹ mà họ lo âu, buồn rầu hay khóc lóc hay ủ rũ ấy, mà mất động lực ấy, mà các bạn cho người ta uống cái này ấy, là người ta sẽ biết ơn mình, biết ơn mình chọn đời chọn kiếp luôn á.
Vì cái cảm giác nhẹ nhõm đấy á, nó khó diễn tả lắm. Chỉ có những người bị rơi vào trạng thái đấy rồi mới mới hiểu được thôi. À, thế còn nếu mà mình bị trầm cảm thể nhẹ thì mình cũng có thể uống cái sản phẩm này, uống cái sản phẩm này. Còn nếu mà làm các con tuổi tuổi teen á, thì mình không cho uống sản phẩm này được, mình không cho uống sản phẩm này được. À, mà mình sẽ cho các con là sử dụng những cái sản phẩm đơn giản là để gia tăng thêm năng lượng cho các con là được rồi. À, chứ như là formula 4, như là canxi, như là hai cái món của trẻ, vitamin Masuit và omega 3 là nó cũng đã có cái khả năng hỗ trợ rồi. Nữa là mình có thể uống thêm một số những cái loại khoáng, một số những cái loại khoáng, nó có những cái loại khoáng mà rất là cần thiết cho cái hỗ trợ cho cái việc mà mình bị trầm cảm hoặc bị căng thẳng ạ, ở đấy gọi là magie, magie ạ. Cái khoáng này này nó hỗ trợ chúng ta thư giãn cái cơ bắp rất là nhiều, và từ đó nó làm cho mình mà những cái triệu chứng mà bị căng cơ kéo dài nó cũng đỡ hơn này. Tại vì đấy là một trong những phản ứng mà bị căng thẳng mà. Thì khi căng thẳng thì hệ cơ của mình ạ, nó sẽ cứ co cứng căng cứng, thì mình có thể uống thêm magie. Và nếu mà bạn muốn là tổng hợp các những loại khoáng hơn á, thì mình có thể thay magie bằng cái mega essential của gì nhỉ, của dòng thể thao. Rồi ở đây chúng ta có cả một cái món là món trà ngủ nữa, cái món trà ngủ nữa. Thì cái món trà ngủ này nó sẽ hỗ trợ để chúng ta giảm những cái căng thẳng thần kinh. Ngoài ra chúng ta nên sử dụng thêm những cái sản phẩm này. Ta nên sử dụng thêm những cái dòng cân bằng. Ở đây mình có cái dòng cân bằng nào? Mình có cái dòng cân bằng này. À, mình để ý á, là khi mà mình bị trầm cảm thì có hai cơ quan bị ảnh hưởng rất là nhiều, đấy là tim này và tim và não. Thế cho nên rằng là ở đây á, trong những trường hợp mà bị trầm cảm thế này hoặc là bị căng thẳng thì chúng ta nên sử dụng hai sản phẩm này. Sin 2 và Sin 3 nó giúp điều hòa lại hoạt động của tim. Và khi mà mình dùng những cái sản phẩm này thì nó sẽ giúp bảo vệ và nó giúp cân bằng lại để mà não bộ của chúng ta lúc cần thì hoạt động rất là căng, sau đó có thể điều hòa, và nhịp tim của chúng ta lúc cần thì có thể tăng nhịp tim lên nhưng mà sau đấy thì sẽ điều hòa lại. Và hai cái sản phẩm mà cái dòng Syntro Vital này này là dòng bảo vệ thời sinh học, và nó có những cái viên uống buổi sáng, viên uống buổi chiều phù hợp với những cái giai đoạn trong một ngày hoạt động của cơ thể. Và cái này nó gọi là những cái thực vật mà đang còn sống nó ở cái thể hoạt hóa, và khi đưa vào bên trong cơ thể của mình thì nó rất là nhanh chóng, nó đồng bộ hóa với những cái tế bào của mình để mà từ đó nó hỗ trợ cho cơ thể của chúng ta được điều hòa. Và đây cái dòng sản phẩm này nó cũng là một cái dòng sản phẩm mà gọi là có những cái nghiên cứu độc quyền của tập đoàn chúng ta. Thì đấy chính là những cái sản phẩm mà cơ bản. Ngoài ra thông thường á là khi mà chúng ta căng thẳng và stress kéo dài thì năng lượng của chúng ta được bị tiêu hao rất là nhiều, và nó cần phải được bổ sung ngược lại. Thế cho nên là Anna hay hướng dẫn để uống thêm cái dòng mà tăng cường năng lượng và tăng khả năng hồi phục, đó là vitamin, siêu vitamin. Thì đấy là những cái món mà chúng ta có thể dùng. Thế còn trẻ con á thì mình sẽ cho dùng những món của trẻ con là formula 4, là bộ là làm hai món vitamin Masuit và omega 3, và mình cho dùng thêm canxi nữa. Rồi các con thay vì canxi không, các con có thể chuyển sang cái mega essential là cái tổng hợp các cái loại khoáng á, thì nó cũng được và nó cũng rất là tốt cho hệ cơ xương khớp của các con. Thì đấy là những cái sản phẩm mà Anna chia sẻ với anh chị em, để anh chị em chúng ta có được một cái những cái góc nhìn và cái thêm những cái sản phẩm để lỡ trong cái điều kiện cần thì mình có cái để mình dùng. Thế thì không biết anh chị em mình có còn câu hỏi gì nữa không ạ về cái chủ đề này? Cho chị hỏi Vâng, Anna ơi. chị Vân ạ. Chị hỏi là nếu như là mình căng thẳng này, mình uống chất thì ly thì nó có làm cho mình buồn ngủ không? Dạ không chị ạ. Nó có hai cái phản ứng mà nó rất kỳ cục. Có một số người uống stress relief á thì lại không buồn ngủ và lại hoạt động tỉnh táo. Có một nhóm người uống stress thì sẽ đi ngủ. Nhưng mà thông thường là em, như em là em uống buổi chiều á, em uống sau bữa ăn chiều, thì nếu mà buồn đi ngủ thì mình đi ngủ luôn thôi, để nó giúp cho cơ thể của mình có thể điều hòa lại. Thì ví dụ như Trang Đoàn này, chị Kép này là uống stress thì lại tỉnh táo hoạt động.
suy nghĩ minh mẫn đó. Còn ví dụ ở trong bộ trong sản phẩm mình có cái dòng Neurovision là uống là để mà tăng cái cường độ, tăng cái độ tập trung của hệ thần kinh đúng không ạ? Tức là nó ngược lại với sản phẩm stress. Anna uống cái tăng cái hoạt động của não bộ như vậy thì Anna rất là tập trung và hoạt động nói chung là khôn hơn hẳn luôn á. Nhưng mà chị Kết và Trang Đoàn lại không uống được hai cái đấy. Hai người đấy không không chịu được cái thêm cái sự gọi là tăng cường tập trung hơn nữa là không cần. Thế cái đấy nó cũng là phù hợp với từng cái thể trạng. Nhưng mà thông thường stress uống thì nó rất là nó phản ứng của nó rất là hiền hòa. Không, nó không có làm cho mình khó chịu gì cả. Uống Neurovision có người thì vẫn bị buồn ngủ á. À, tức là nếu mà muốn tập trung lại buồn ngủ. Nhưng mà uống stress á thì nó sẽ giúp thư giãn thì đương nhiên nó cái lúc mình cần thư giãn là tầm khoảng buổi chiều buổi tối thì mình có thể uống. Buồn ngủ mình cứ đi ngủ vài ngày sớm á, sau đấy nó cân bằng lại. À, tại thì chị cũng hay căng thẳng mà chị muốn sợ lại sợ hay lại cũng không muốn ngủ À thế thì bây giờ thì nha, sao? chị nên test với trạm bên Trang Đoàn á, nếu mà có thì chị xem là một bịch xem nó như thế nào. À, thế còn chứ còn thông thường thì uống stress, có những đội uống stress thì đi ngủ, có những đội uống stress thì lại làm việc tập trung. Đấy là cái sự thật ạ, đấy là cái sự thật. Cảm ơn thủ lĩnh. Dạ vâng, cảm ơn chị ạ. Dạ còn anh chị em là mình có câu hỏi nữa không ạ? Dạ, nếu như trong tình huống mà mình hiện tại mình không có câu hỏi nào cả thì Anna xin được kết thúc cái chuyên đề này tại đây và xin chúc tất cả các anh chị em mình luôn luôn có một cái thêm những cái thông tin để mà bảo vệ cái sức khỏe của cái bộ não của mình đúng không ạ? Trung tâm điều khiển tất cả mọi thứ và hẹn gặp lại anh chị em trong những chuyên đề sau. Xin chào anh chị em.